Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh Giái Heo Hơi hôm nay Và nếu anh chị mới ghé kênh à cũng như là chưa đăng ký kênh thì hãy kéo xuống phía dưới của video Ấn vào chữ đăng ký kênh màu đỏ để tiếp tục theo dõi Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giái Hơi sáng ngày Chủ nhật ngày 13 tháng 2 năm 2022 Quý vị và các bạn thân mến theo nhận, giá hơi trong ngày hôm nay có xu hướng đi ngang ở hầu hết các địa phương trên phạm vi cả nước với mức giá giao động từ 50 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực miền Trung nhiều nơi giao động trong khoảng 56 cho đến 58.000 đồng và đây là khu vực có mức giá ổn định nhất ở trong nước. Trong khi đó, khoảng cách giá giữa các tỉnh ở khu vực miền Bắc là rất lớn, có những địa phương chỉ dao động trong khoảng 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg nhưng cũng có những tỉnh có mức giá 57.000 đồng trên 1 kg. Ở một diễn biến khác, đối với đất nước có sản lượng thịt lợn lớn nhất trên thế giới đó là Trung Quốc. Hiện nay đất nước này đang có kế hoạch triển khai chiến dịch tích trữ thịt lợn trên toàn quốc. Động thái này nhằm đẩy giá thịt heo vốn đang ở mức thấp lên cao. Giá thịt heo hiện tại của Trung Quốc đã giảm trong những tuần vừa qua và hiện nay dao động khoảng 26,24 nhân dân tệ trên 1 kg, tức là tương đương khoảng 1,14 đô la Mỹ trên 1 kg. Các nhà phân tích cho rằng để ổn định nguồn cung và giá thịt heo, các cơ quan chức năng cần tăng cường các biện pháp tích trữ để điều tiết cung cầu thị trường cũng như là cung cấp thông tin thị trường làm tư liệu tham khảo. Về cơ bản, kho dự trữ thịt heo chiến lược của Trung Quốc là có thật đây là một phiên bản giống như kho dự trữ dầu mỏ của mỹ quay trở lại ở thị trường trong nước tuy là những ngày cận giảm tháng riêng nhưng giá hơi vẫn đang rất bị ạch trước tiết người chăn nuôi kỳ vọng sẽ có mức giá tốt hơn khi vào những thời điểm cao để tiêu thụ tuy nhiên giá hơi vào thời điểm trước tết trong tết và sau tết hầu như không có sự biến động nhiều dự báo thị trường thịt heo trong năm nay sẽ không có cảnh tượng sốt giá vì cung vượt cầu ít nhất là trong quý 1 và quý 2 năm 2022. Giá heo hơi chưa có chuyển biến tích cực, trong khi đó đồng loạt các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi đều thông báo tăng thêm từ 200 cho đến 300 đồng trên 1 kg đối với thức ăn chăn nuôi. Chính vì vậy mà người chăn nuôi từ hoa vốn sắp tới có thể trở thành thua lỗ. Chi phí thức ăn chăn nuôi như hiện nay khiến người chăn nuôi e ngại trong quá trình tái đàn nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn treo chuồng chờ thời cơ thích hợp trong khi các trang trại, gia trại hoặc là các doanh nghiệp chăn nuôi đều có xu hướng phát triển cầm chừng, không tăng quy mô đàn như mọi năm. Sắp đến rằm tháng riêng, các hộ chăn nuôi ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành của tỉnh Đồng Nai cho hay. Mấy ngày qua, thương lái đã thấp nập về các trang trại để thu mua heo nhiều hơn, tuy nhiên giá vẫn chưa có xuống tăng với mức giá bình quân trong ngày hôm nay dao động khoảng 55.000 đồng trên 1 kg. Các lễ hội cũng hoạt động nhiều hơn, chính vì vậy mà khoảng 1-2 ngày nữa có thể giá hơi sẽ nhích nhẹ trở lại. Và cụ thể theo quy nhận giá hơi trong ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở khu vực miền Bắc theo quy nhận trong ngày hôm nay, Hà Nội dao động mức giá do quanh 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg một số nơi như là huyện Ba Vì, Đan Phượng của thành phố Hà Nội báo giá do quanh 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg là cao nhất. Trong khi đó Hải Dương phổ biến mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Khu vực Ninh Giang của tỉnh Hải Dương trong ngày hôm nay có mức giá cao nhất lên đến 57.000 đồng trên 1 kg. Hải Phòng phổ biến mức giá 58.000 đồng trên 1 kg, trong khi đó dòng áp siêu dao động trong khoảng 55 cho đến 56.000 đồng. Hưng Yên giao động trong khoảng 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Một số hộ thăn nuôi báo giá ở huyện Khói Châu của tỉnh Hưng Yên trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 56.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Phúc phổ biến mức giá 54 cho đến 57.000 đồng. Đối với tỉnh Bắc Ninh trong ngày hôm nay có mức giá 56.000 đồng trên 1 kg. Nam Định giao động mức giá 55 cho đến 57.000 đồng nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Xuân Trường của tỉnh Nam Định trong ngày hôm nay đối với dòng heo siêu có mức giá 57.000 đồng, áp siêu giao động mức giá 54.000 đồng trên 1 kg. Ninh Bình trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự khi nhiều hộ chăn nuôi báo giá do quanh 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam phổ biến mức giá 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay đối với heo siêu ngay như ở văn xá kim bảng của tỉnh Hà Nam trong ngày hôm nay cũng có mức giá bình quân 57.000 đồng trên 1 kg. Còn áp siêu thì thường thấp hơn khoảng từ 2 cho đến 4 giá tùy thuộc vào từng địa phương. Thái Bình trong ngày hôm nay có mức giá cao nhất cũng đạt 57.000 đồng trên 1 kg, thấp thì 54 đồng cho đến 55.000 đồng. Ngay như huyện Quỳnh Côi của tỉnh Thái Bình trong ngày hôm nay cũng báo giá ra quanh 56 cho đến 57.000 đồng đối với heo đẹp. Một số địa phương ở khu vực Tây Bắc có mức giá cao hơn như là Lai Châu 55 cho đến 58.000 đồng. Điện Biên trong ngày hôm nay cũng có mức giá dao động 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Ngay như huyện Mường Trà của tỉnh Điện Biên theo ghi nhận trong ngày hôm nay đạt mức giá 58.000 đồng. Sơn La có mức giá thấp hơn, phổ biến mức giá 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Hòa Bình dao động trong khoảng 54 cho đến 56.000 đồng. Các địa phương khác ở khu vực miền Bắc như Thái Nguyên trong ngày hôm nay giao động trong khoảng 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ phổ biến mức giá 50 cho đến 54.000 đồng, thấp hơn so với các địa phương khác. Ngày như một số hộ chăn nuôi báo giá ở Thanh Sơn, Thanh Thủy của tỉnh Phú Thọ trong ngày hôm nay cao nhất cũng chỉ đạt 54.000 đồng trên 1 kg. Heo đẹp thì bán được với mức giá 55.000 đồng. Bắc Cạn phổ biến mức giá 53 cho đến 56.000 đồng. Tuyên Quang có mức giá thấp hơn 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh trong ngày hôm nay có mức giá khá cao, nhiều nơi vẫn báo giá 55 cho đến 57.000 đồng. Lạng Sơn phổ biến mức giá 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó đối với tỉnh Lào Cai, giao quanh mức giá 53 cho đến 56.000 đồng. Yên Bái 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg nhiều nơi báo giá khu vực Lục Yên của tỉnh Yên Bái trong ngày hôm nay có mức giá 55.000 đồng. Hà Giang phổ biến mức giá 53 cho đến 56.000 đồng. Đặc biệt, khu vực Vị Xuyên, Quảng Bạ của tỉnh Hà Giang dao động trong khoảng 55 cho đến 56.000 đồng. Cao Bằng có mức giá thấp hơn trong ngày hôm nay, phổ biến mức giá 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Bắc Giang nhỉnh hơn hai giá 52 cho đến 56.000 đồng. Các tỉnh ở khu vực miền Trung theo ghi nhận trong ngày hôm nay vẫn đang giữ mức giá ổn định. Tuy nhiên khoảng cách giá giữa các huyện là rất lớn, đặc biệt là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Các địa phương này đang phổ biến giao động trong khoảng 52 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Đặc biệt khu vực Cẩm Thủy, Yên Định của tỉnh Thanh Hóa trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 55.000 đồng trên 1 kg. Hành Nghĩa Đàn, Tân Kỳ của tỉnh Nghệ An giao động trong khoảng 54 cho đến 56.000 đồng diễn trầu có mức giá thấp hơn 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Hay đối với huyện Hương Sơn của tỉnh Hà Tĩnh trong ngày hôm nay có mức giá 56.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình phổ biến mức giá 54 cho đến 55.000 đồng. Quảng Trị cũng dao động trong khoảng 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Huế cao hơn một giá phổ biến mức giá 54 cho đến 56.000 đồng. Mức giá cao vẫn thuộc về các tỉnh ở khu vực Nam Trung Bộ như Quảng Nam, Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. Đà Nẵng trong ngày hôm nay giao động 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Quảng Nam phổ biến mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Đối với tỉnh Quảng Ngãi thấp hơn một giá đang có mức giá giao động 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Bình Định chỉ giao động giao khoảng 53 cho đến 55.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu vực có mức giá cao ở tỉnh Bình Định như là Hoài Nhơn hay là đối với Phủ Cát vẫn đạt trong khoảng 54 cho đến 55 000 đồng trên 1 kg. Phú Yên phổ biến mức giá 52 cho đến 55 000 đồng. Khánh Hòa trong ngày hôm nay cũng dao động trong khoảng 54 cho đến 56 000 đồng trên 1 kg, trong khi đó hai địa phương Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận có mức giá bình quân 55 000 đồng trên 1 kg. Ở Bình Thuận theo ghi nhận ở huyện Đức Linh của tỉnh này có mức giá dao động 54 cho đến 55 000 đồng. Trong khi đó, một số địa phương ở khu Tây Nguyên vẫn đang đi ngang với mức giá dao động 53 cho đến 56.000 đồng. Cụ thể theo ghi nhận ở tỉnh Gia Lai, khu vực An Khê có mức giá 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Còn Tùm đối với heo siêu có mức giá 55 cho đến 56.000 đồng. Dòng 2B trong ngày hôm nay chỉ phổ biến mức giá 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Đắk Lắk phổ biến mức giá 54 cho đến 55.000 đồng ngày như ở khu vực Buôn Ma Thuật của tỉnh Đắk Lắk trong ngày hôm nay dao động trong khoảng 55.000 đồng. Lâm Đồng cao hơn một giá 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Có mức giá cao ở khu vực Bảo Lộc có mức lên đến 56.000 đồng. Đắk Nông phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng và địa phương này cũng không có sự thay đổi. Đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay, Đồng Nai dao động trong khoảng 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, một số hộ chăn nuôi báo giá khu vực Xuân Lộc, Hào Đẹp vẫn bán được với mức giá cao 56.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến mức giá 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Bình Phước giao động mức giá 52 cho đến 54.000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu vực Bù Đốp có mức giá 54.000 đồng, Bình Long 53.000 đồng trên 1 kg. Bà Rịa Vũng Tàu có mức giá cao hơn 54 cho đến 56.000 đồng ở Châu Đức của Bà Rịa Vũng Tàu mức giá bình quân 55.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Bình Dương dao động trong khoảng 53 cho đến 55.000 đồng. Tây Ninh 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Một số nơi có mức giá cao, theo nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở khu vực bến cầu của tỉnh Tây Ninh có mức giá 54.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ trong ngày hôm nay, Sóc Trăng dao động 50 cho đến 53.000 đồng Trà Vinh phổ biến mức giá 51 cho đến 54 000 đồng trên 1 kg. Nhiều chăn nuôi báo giá khu Càng Long của tỉnh Trà Vinh có mức giá bình quân 53 000 đồng. Cà Mau giao động trong khoảng 51 cho đến 53 000 đồng. Kiên Giang 50 cho đến 53 000 đồng trên 1 kg. Tiền Giang có mức giá cao hơn 52 cho đến 54 000 đồng. An Giang trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng 53 cho đến 54 000 đồng trên 1 kg nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu vực An Phú của tỉnh An Giang có mức giá lên đến 54.000 đồng. Bạc Liêu phổ biến mức giá 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với tỉnh Long An, phổ biến mức giá 53 cho đến 56.000 đồng. Và đây là khu vực có mức giá cao hơn cả ở các tỉnh thuộc khu vực miền Tây. Vĩnh Long 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Đồng Tháp trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng 53 cho đến 55.000 đồng Hậu Giang 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với tỉnh Bến Tre trong ngày hôm nay, có mức giá dao động 53 cho đến 55.000 đồng là cao, còn đối với dòng áp siêu nhiều nơi chỉ dao động trong khoảng 51.000 đồng. Cần Thơ theo ghi nhận trong ngày hôm nay có mức giá khá ổn định, phổ biến trong khoảng 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi